Xuân đã qua, hè đã đến rồi anh em ơi. Anh em nào mà chưa có kim cương để dự trữ cho mùa hè này thì anh em đến ngay shop Quý Mùa chấm cơm để mang, hoặc là nhiều kim cương để mang về nha. Chỉ từ 18k 19k thôi, anh em có cơ hội trúng 20k kim cương để mang về luôn. Còn link mình sẽ để cho phần mô tả bình luận bên dưới đó cho anh em vô tham khảo nha. Còn bây giờ cảm ơn em đã đến shop của mình nha. Bye bye anh em. Phải anh em không? Hello mọi người nha, thì tôi là Quý Mộc Ngón đây. Thì hôm nay là tôi mới nghĩ là các bạn cho nó là khấm lợi anh em. Tại vì bữa hỏi mà hơn anh em bảo cho tôi là ngủ chung với nghe gợm anh em, tôi cay dữ lắm luôn. Thì hôm nay là tôi với thằng Bình mới nghĩ là một cái màn cho đó cực kỳ khấm lợi luôn. Thì anh em hãy hai anh em cho xin một like rồi đăng ký kênh hỏi tôi nha. Thì bây giờ tôi sẽ đi đón bả và sẽ gọi điện Bình ra và sẽ hợp tác cho nó nha anh em. Cho lần này bả tàn canh xuống cái lạnh luôn và tôi sẽ thử lòng bả coi bả hương tôi thật sự hay không nha anh em. Thì anh em nhớ like nha. Thì bây giờ tôi sẽ đi đón bả hơn anh em. Lái là con đường quen thuộc anh em, thì bây giờ tôi sẽ đi đón bả anh em. Thì một hồi gặp đó là tôi sẽ không hèm đếm xỉa gì tới bả anh em, xem phản ứng bả như thế nào. Thì bây giờ tôi sẽ đi tới chỗ tôi sẽ quay cho anh em coi nha. Ok. Ok anh em, bả tới. Bây giờ tôi sẽ không hèm đếm xỉa gì tới bả anh em đó. Ok ok, tôi kêu bả lên xe cọc cặn luôn. Lên xe. Lên xe. Thì bây giờ tôi đợi thằng Bình lại nha anh em. Đó thì gì vậy? Gì vậy? Còn giận em hả? Giận gì dai trời. Ủa không, anh nói là anh không giận. Đợi thằng Bình lại anh em ơi. Ủa không, anh nói anh không giận nữa mà. Cái gì vậy trời? Giận gì vậy ngoài vậy? Ủa anh mới nói anh không giận nữa. Bây giờ nhìn mặt anh kìa. Nè, nhìn mặt nè. Hôm nay có chuyện quan trọng muốn nói với em thôi. Chuyện gì? Từ đó giờ anh suy nghĩ nhiều lắm rồi. Chuyện gì mà căng vậy? Chuyện liên quan tới tình cảm của mình. Thì để anh Bình lại đi rồi anh nói. Tự nhiên chuyện liên quan tới tình cảm là chuyện gì? Thôi ai biết. Em có làm gì đâu. Ê. Rồi trời, hồi nãy giờ tao đi kiếm mày mà mày ngồi ở đây làm gì dữ vậy? Trời mùa hồi bây giờ tao sẽ nói mày bí mật nha. Tao mày sẽ hợp tác á là cho anh bà hăng cho bà tàn canh xuống lặn luôn. Bố hổng mày nhớ bà cho anh tao ngủ chung với nhân gầm không? Cay quá lên luôn. Thì bây giờ hợp bài hợp tác ha. Ok. Ok anh em ơi, thì mình nói lại là thì hồi nãy giờ tôi làm gắt lắm anh em. Tôi giống như là không quan tâm bà anh em. Đó, thì hồi nãy giờ bà nàng nỉ tao quá trời luôn Bình con. Thì hồi nãy giờ tôi đợi anh Bình lại. Thì bây giờ tôi sẽ vô á, tôi gọi điện cho ni cũ của tôi anh em. Tôi giả vờ nha. Đó, và hồi á tôi sẽ nói là tôi sẽ hết tình cảm với bà rồi. Đó, xong rồi. Cho bà đúng không? Rồi cho anh bà. Hết tình cảm với bà rồi. Xong rồi cái tôi nói là không quen nhau nữa đó anh em. Đó, tôi quay lại người yêu cũ xem phản ứng bà như thế nào nha. Mày nhớ chim chim vô những câu đỉnh cao nha. Ok anh em ơi, thì bây giờ anh em nhớ làm một đăng ký kênh hỏi tôi nha. Bả mà khóc cái là tôi chịu luôn á anh em. Ok. Ok anh em ơi, bây giờ tôi với Bình sẽ đi về anh em. Tại vì ở siêu thị nó ồn quá à. Đó, thì bây giờ tôi sẽ cho anh em coi kìa bả chạy mình lên. Đó. Ok anh em ơi, thì bây giờ tôi sẽ đặt camera ở đây. Đó, thì một hồi á tôi sẽ gọi điện cho ni cũ của tôi anh em. Tôi giả vờ thôi, tôi giả bộ. Alo, alo, nhớ anh không gì đó anh em. Thì cái gì mày nói đỉnh đỉnh lên nha Bình. Đó, giờ tôi sẽ ra ngoài đợi bao vô nha anh em. Đó, mày nhớ nói đỉnh đỉnh lên nha ba. Ok, bây giờ tôi sẽ ra ngoài anh em ơi. Hello anh em, mình là bây giờ. Lâu quá ta. Ê, anh đây ơi, tôi kiếm mà nãy giờ nè. Tôi mới qua. Nói mày nghe, bà làm gì quý bạn tôi mà sao bà làm nó buồn vậy? Chị có làm gì đâu. Nó anh em của em mà, em nó cho hai người ấy với nhau rồi, riêng tới hai người. Chị cứ cho nó hoài, nghĩ sao cũng chung với nhân gợm trời. Chị cho làm sao mà tự nhiên cái giờ sao? Bữa nó là hai lỗ rồi, tự nhiên cái giờ cậu mới giận lại, ai biết giận nhiều gì đâu. Nói chứ hôm nay có một Bình á thì anh sẵn tiện anh nói luôn. Đó, nói luôn cái vụ tình cảm của mình. Đó, bây giờ em xích xích ra ngoài đi. Hồi nãy giờ là sáng giờ là xích ra đây nè. Hồi sáng giờ là anh cọc dữ lắm rồi, anh muốn nói dữ lắm rồi. Thì chuyện tình cảm của mình á thì nó hổm ngày anh với em đi tìm hiểu không chứ chưa có quen nhau không. Đó, thì anh cảm thấy là kiểu là em là chưa có hợp với anh, không hợp gu anh. Đó, nên bây giờ mình dừng lại đi là được rồi.
Alo. Em hả? Cái gì, nhớ anh hả? Trời ơi, phải nhớ không? Chứ hổm ngày là anh thấy hổm ngày anh mình ở dưới đây nè, anh cô đơn lắm, anh buồn lắm em ơi. Nói chứ dạo này em có khỏe không? Anh khỏe. À, vài bữa nữa anh Sĩ Dân Bình nó sẽ lên Hà Nội lên thăm em ha. Cái gì, em xuống nhà anh chơi luôn. Trời ơi, là trời, cái gì vậy Bình? Vậy, biết đâu. À, em xuống nhà anh chơi đi rồi à. Cái gì? Ngủ ở đâu hả? Trời ơi, ngủ ở nhà anh chứ ngủ ở đâu em? À, chứ trời, hổm ngày anh cảm thấy là anh buồn lắm em ơi. Em, anh ở nhà đây mình nên buồn lắm. Nói chứ à, bây giờ anh... À, gì? Hổm ngày em xem clip anh hung cái bà chị gì lên Bình cái Bình hả? À, nói chứ hổm ngày anh hung giả bộ đó chứ dễ gì anh hung thiệt. À, có gì em không cảo giúp anh nha. À, cái gì? Thằng Bình nó đang ngõ đây luôn nè. À, xuống thăm Bình luôn phải không? Rồi, đi xuống anh tao. À, nói chứ à, em xuống nhà anh chơi đi rồi à, anh sắp xếp à, chỗ ngủ cho em ha. Ngủ với anh cũng được, cái là sao ngại. À, thôi. À, có gì đâu. Ok. Con nói gì vậy? Gì? Tôi nói gì mà ở ngoài nó nghe hết trơn chợ vậy? Hả? Mới quen con người ta bây giờ nói chuyện với ai vậy? Con đâu biết. Không biết đâu. Tự nhiên nãy giờ con nói chuyện với ai sao mẹ nghe lén nữa? Mẹ không nghe lén mà mẹ đi ngang mẹ nghe gì mà nhớ em gì lâu ngày không gặp nhớ em rồi. Ê, điện con nữa nè, từ. À, có chuyện gì nói sau đi em ơi, anh đang có việc rồi. Ờ, sắp xếp xuống anh đi. Gì vậy mẹ? Tại sao mà mới quen có mấy ngày bây giờ điện thoại người yêu cũ là sao? Con có biết đâu. Mẹ nghe rõ ràng con điện. Con mày hỏi coi con có làm gì đâu. Bây giờ nó điện cho... Con đâu biết đâu, nói chuyện với ai không biết đâu. Mẹ nghe rõ ràng. Con đâu có biết đâu. Lâu ngày không gặp nhớ gì đó. Tự nhiên người yêu cũ con gọi điện cho con chứ con có biết gì đâu. Thì bây giờ chia tay đi, anh với em không có hợp với nhau nữa. Vậy? Mới quen có mấy ngày người ta rồi chia tay người ta. Quen đâu quen, hổm kìa tìm hiểu chứ tìm quen đâu quen. Bữa con giới thiệu với mẹ là bạn gái con rồi, con nói gì vậy? Thì tìm hiểu thôi chứ chưa có quen nhau. Tìm hiểu thì gì? bây giờ người yêu cũ con đầu quay lại ha, con quay lại với người yêu cũ chia tay mà chị đưa mình cho mình. Bị đỏ. Nghĩ sao mới quen ta mấy ngày rồi chia tay là sao? Chưa quen. Chưa có quen. Mẹ không thích kiểu đó nha. Đâu giờ mẹ hỏi coi con có làm gì đâu. Có làm gì con? Tự nhiên nè, tự nhiên đòi ngủ chung với thằng Nhân Gòm nè, xong rồi đi chơi với thằng Nhân Gòm nè. Con xin lỗi, gọi tha lỗi cho con là tôi nghiêng nay cọc. Rồi cho anh là cho anh thằng sao vụ gì? Hôm bữa con cho anh chơi. Ngủ chung với thằng Nhân Gòm. Cho anh nghĩ sao con cho anh cái kiểu kỳ á, cái này là cho anh cái vụ đó là sai lầm đó nha, đó là hiểu lầm hẳn rồi. Thôi thì bây giờ chị đi về đi chứ em giờ em có người yêu mới rồi, em quay lại với người yêu cũ rồi. Nó ghen lên rồi nó quýnh luôn á. Quýnh chết nhưng rồi. Ừ. Mốt không có chơi cái trò đó, nó nghe nó giỡn mà. Thì mê mốt gì nữa, đâu có mê mốt nữa đâu. Nó giỡn chứ phải thiệt đâu mà. Thì bây giờ không giỡn thôi, nhưng mà con hỏi mà con tìm hiểu là con thấy là không có phải gu của con không thích nữa. Thì bây giờ chia tay đi, con quay lại với người yêu cũ con. Con chỉ là giỡn thôi mà, đâu phải thiệt đâu mà con làm gì hết. Thôi biết, gọi con nữa nè. Alo. Cái gì? Mẹ có nhớ em không hả? Trời ơi, mẹ kêu em xuống đây chơi đó mà. Thôi à, tôi không có kêu à. Thôi kệ vậy? Không có kêu. Từ từ để nói chuyện với mẹ cái em ơi. Nói chuyện. Rồi giờ sao ấy vậy nha, con không biết nữa à. Thì giờ anh muốn dừng lại không? Đúng rồi, muốn dừng lại. Chị học về chút nhau rồi đi. Thôi đi chơi vậy. Thôi đi chơi tao đi, mày bị khùng mà. Ờ, vậy chị đi về đi. Đừng nói là hiểu lầm mà sao rồi, tự nhiên mới quen con tao mấy ngày rồi chia tay nè. Chưa quen.
chưa quen. Thằng Bình anh em đó mà nó còn chưa ấy mà. Mới tìm hiểu hả, chưa có quen. Sao mới giới thiệu mà là bạn gái à mà. Con không biết đâu, bây giờ ấy đi. Vậy thì con ái với ta thiệt không hả? Mà có. Sao? Ê! Ê! Trời ơi. Đó không? Lên đây cái trà, lên đây nó nghe này nè. Nói gì? Lên đây. Ai rồi? Lên đây nè. Vậy là vợ. Trời ơi, người ta đang cho. Ờ, vậy nó làm gì làm đi. Tưởng nó là thiệt. Cứ vô đi, tôi cao. Lên đây nè, lên đây nè. Lên đây nè. Trời ơi, gì nữa? Chia tay rồi nè. Đừng có chia tay đâu. Vậy mà anh mới nói. Dạ, này cho anh bà ta. Nãy giờ cho anh đó mà ơi. Cái đi bà, ôm vô. Ôm cái cây trời, làm gì trời. Làm gì ngãi vậy? Người ta cho anh mà, tại vì em cho anh được, anh cho anh lại cái em vậy đó. Hiểu cảm giác không quý vậy? Ờ, em hiểu cảm giác chưa? Hả? Thôi kìa, kìa anh em ơi, thôi hôn cái thôi, thôi mới buồn rồi anh em ơi, thôi clip của mình đến đây là kết thúc cho anh em, bye bye anh em nha. Hôn cái nha. Hay lắm mình ơi, cay 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 banh xác luôn rồi. Thôi thì clip mình ở đây là kết thúc cho anh em, bye bye anh em nha.